Chè vàng là một trong những loại thảo dược nhiều công dụng, đặc biệt đây là một loại dược liệu mang lại rất nhiều lợi ích cho phụ nữ sau sinh. Ở video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chè vàng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Những lưu ý trước khi mua chè vàng là phải lựa cho kỳ được những loại chè có chất lượng tốt, không bị ẩm mốc và có mùi lạ. Lá chè phải còn màu xanh, nếu là màu thâm đen thì không nên sử dụng. Chọn loại chè có nhiều lá non, tỷ lệ cành và lá là 50-50, nếu nhiều lá thì càng tốt. Có hai cách sử dụng chè vàng như sau. Cách thứ nhất là nấu nước uống hoặc là hãm như nước trà uống hàng ngày. Chè có vị thơm, hơi đắng một chút nên uống rất là thích. Những lưu ý khi sử dụng chè vàng là nếu người bị huyết áp thấp thì khi dùng chè vàng nên cho khoảng 2-3 lát gừng vào để tránh bị tụt huyết áp. Không nên dùng chè vàng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Chè vàng sẽ giúp cho chị em sau sinh chống hồi phục lại sức khỏe. Tác dụng quan trọng nhất của chè vàng chính là kích thích sữa, giúp cho chị em có một bầu sữa căng tràn trề. Tác dụng giảm béo, giúp cho chị em lấy lại vóc dáng, tăng cường hệ tiêu hóa và kích thích ăn uống. Ngoài việc mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ sau sinh thì chè vàng cũng mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên trong gia đình. Kể cả những người bình thường vẫn nên sử dụng chè vàng hàng ngày, nhất là những người béo phì, tăng cân. Một loại chè rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, mùi vị thì lại thơm ngon, giá bán cũng rất là rẻ, chỉ có 80.000 đồng một ký, là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn và cả gia đình. Để liên hệ mua chè vàng thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp công ty trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.